Mọi người có tin được đây là một làn da sau khi cấy meso tầm 20 phút không ạ? Hoàn toàn không hề để lại dấu kim nha mọi người. Chúng ta có thể soi toàn bộ khuôn mặt của em ấy nè. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Và sau khi đắp nạ dịu da bên mình thì hoàn toàn làn da gần như là trở lại bình thường nha mọi người. Không hề có dấu kim và cũng không có những cái nốt cục cục ở trên da nha. Và đây là phương pháp tiêm meso gân hiệu quả cũng như là công nghệ mới nhất của Hàn Quốc nha mọi người. Cam kết với mọi người là không sưng không đau ạ. Và phương pháp này đang được thực hiện tại spa của mình nha. Các bạn muốn trải nghiệm thì qua spa của mình. Và đây là cảm nhận của bạn ấy ạ. Em vừa mới thực hiện xong ca cấy meso. Nhưng mà em cái sóng nha mọi người, em không có ủ tê đâu. Cực kỳ nha, không đâu. Nó chỉ là kiểu là hơi châm châm thôi. Nhưng mà nó không hề có cảm giác đau đớn đâu mọi người. Nên là mọi người nếu mà có làm thì cứ mạnh dạn qua làm. Không ủ tê cũng được thì nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Còn bây giờ chuẩn bị, em chuẩn bị là phải đi leo lên xe đi về quê rồi đó. Nên là cái da rất là bình thường luôn, không có hề bị một chút gì gọi là mình vừa mới cấy xong, mình vừa mới làm xong cả. Em rất là hài lòng. Em rất là hài